Xin chào tất cả mọi người, hôm nay em giới thiệu cho mọi người một option rất là mới, cực kỳ tiện ích cho các bác chạy xe for. Đó là nâng cấp hệ thống camera trước cho các dòng xe for này, thì bao gồm có một camera trước và hai camera cặp lề, hai camera bên hông. Thì khi mình lái xe thì các bác canh lề, chỉ cần việc xi nhan ở bên trái thì màn hình sẽ chuyển canh lề bên trái, rất là dễ, rất là nét. Theo khi mà mình xi nhan bên trái đây nè, đó, canh theo lề chạy đây, theo góc của bác chọn thôi. Xi nhan ở bên phải, canh góc ở bên này. Còn camera trước thì tích hợp rất là thông minh, khi mà các bác có xe mình á, mà nó nhận diện cái cảm biến phía trước thì nó tự động chuyển về cái camera trước luôn, để mình canh mình đậu xe rất là dễ dàng. Đó, đây là hệ thống camera trước. Khi xe nhận diện cảnh báo thì nó sẽ chuyển về camera trước. Mình có thể canh mà mình điều chỉnh, mình dê xe, đậu xe ở vị trí phù hợp hơn. Đây. Đó. Mình sẽ đậu vị trí khác. Ok hơn. Canh lề rất là chuẩn luôn, chạy rất là dễ. Bộ này thì lắp đặt hoàn thiện, mình toàn là dắt cắm thôi nha, không có chế cháo gì hết nên các bác yên tâm. Đây, canh lề, đây là canh lề bên trái này. Xi nhan bên phải, tắt xi nhan, xe chuyển về màn hình chính. Chức năng rất là ngon luôn, bộ này lắp đặt trên xe rất là đã. Đây, bây giờ em thử lại cái cảm biến trước cho cả mọi người xem. Khi mọi người đậu xe ha, đó, nhận diện được cảnh báo va chạm phía trước thì xe chuyển về cái camera phía trước luôn. Mình để mình quan sát, mình canh đậu xe cho nó dễ dàng hơn, rất là nhiều, theo khoảng cách dinh của xe luôn, rất là ok. Về lùi thôi. Bây giờ tìm vị trí khác để mình đậu xe, hoặc là mình chạy chỗ khác, rất là dễ. Bác nào có nhu cầu thì liên hệ Pro Auto nha. Bên em đang phân phối và lắp đặt sản phẩm này. Rồi, em chào tất cả mọi người nha.